Cà Mau được biết đến là dải đất địa đầu, điểm cực nam thiêng liêng của Tổ quốc. Dù chưa một lần đến với Cà Mau, người ta vẫn thương mảnh đất này theo một cách rất riêng. Và nếu đã một lần đến với Cà Mau, du khách hẳn sẽ nhớ hoài đến những cánh rừng ngút ngàn tầm mắt, dòng sông đỏ nặng phù sa, những hòn đảo hoang sơ yên bình và cả con người miền Tây chất phác hồn hậu. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở tận cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Bài hát này quý vị thấy quen không ạ? Áo mới Cà Mau của nhạc sĩ Thanh Sơn được rất nhiều người yêu thích. Và mở đầu cho chương trình du lịch và ẩm thực ngày hôm nay, quý vị chúng ta cũng đã biết Thảo Nguyên muốn mời quý vị chúng ta khám phá ở đâu rồi. Quý vị chúng ta nghe tiếng chim hót rất là rõ đúng không ạ? Còn có rất nhiều những điều khác nữa mà chúng ta sẽ cùng khám phá tại mảnh đất Cà Mau này, như là ẩm thực, văn hóa của người dân nơi đây. Thảo Nguyên đã chuẩn bị và rất sẵn sàng rồi. Quý vị đã chuẩn bị chưa ạ? Nếu rồi thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm quý vị nhé. Rừng được xem như nguồn tài nguyên đặc biệt, một đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của Cà Mau. So với những tỉnh thành khác của cả nước, rừng Cà Mau chiếm tới 77% diện tích rừng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là lá phổi xanh của khu vực này. Với các hệ sinh thái rừng ngập mặn và rừng ngập lợ, Cà Mau còn gây ngỡ ngàng du khách bởi những khám phá thú vị tại mảnh đất này. Thưa quý vị, và điểm dừng chân đầu tiên tại mảnh đất Cà Mau này, Thảo Nguyên muốn mời quý vị chúng ta trải nghiệm, đó chính là công viên văn hóa du lịch Mũi Cà Mau. Đến đây thì quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm hai biểu trưng tại nơi này, đó chính là cột mốc tọa độ GPS 0001 và điểm thứ hai đó chính là Mũi Cà Mau. Ở Mũi Cà Mau này thì tự nhiên Thảo Nguyên nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau. Mũi Cà Mau mang hình con tàu no gió và đang vươn mình ra biển, trên đỉnh phấp phới lá cờ đỏ sao vàng. Mũi Cà Mau là nơi duy nhất trên đất liền mà ta có thể ngắm rõ mặt trời mọc lên từ mặt biển Đông vào buổi sáng và mặt trời lặn xuống từ mặt biển Tây vào buổi chiều. Khung cảnh ở đây không thể nào chê được đúng không quý vị? Đây chính là bờ kè biển Tây, và nó còn có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là chống sạt lở đất. Cho nên là khi mà quý vị chúng ta đến với Mũi Cà Mau thì nên dừng chân ở đây để có những tấm hình kỷ niệm cùng với những người thương yêu của mình quý vị nhé. Và Thảo Nguyên cũng không ngoại lệ, sẽ chụp hình thôi. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau rộng hơn 42.000 hecta đất liền và bãi cạn, sở hữu một hệ sinh thái động thực vật vô cùng đặc trưng và phong phú. Những thảm rừng mắm, rừng đước bạc ngàn. Mắm là loài thực vật tiên phong lấn biển, còn đước là loài cây theo sau giữ đất để mũi đất Cà Mau ngày càng phương dài ra biển. Và cứ như thế, mỗi năm chót mũi Cà Mau tiến dần ra biển Tây, vịnh Thái Lan từ 50 cho đến 80 mét. Trên bờ là nhà, đường đi dưới nước, vỏ lãi là phương tiện di chuyển chính của người dân nơi đây. Hầu như mỗi nhà đều có một chiếc xuồng, ghe, vỏ lãi hoặc cano làm phương tiện đi lại và kiếm sống. Đến đây, du khách có thể tự mình trải nghiệm đời sống gắn liền với sông nước của người dân Cà Mau. Tất cảnh sinh tình là một câu nói rất phù hợp với bối cảnh ở đây. Bây giờ Thảo Nguyên mới biết vì sao là có rất nhiều những bài hát ra đời ở mảnh đất Cà Mau này. Tại sao họ là những người nông dân chân chất có thể trở thành nhạc sĩ và thi sĩ? Tự nhiên Thảo Nguyên muốn hát của Hà
ghé chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Quý vị à, khi hát xong rồi thì Thảo Nguyên nghĩ mình nên làm MC. Quý vị ạ, ở đây sẽ có một ngôi làng du lịch sinh thái. Quý vị, chúng ta sẽ vào ở bên trong ngôi làng sinh thái này. Mình nằm ở trên giả nghỉ ngơi, rồi tận hưởng những luồng gió mát. Quý vị thưởng thức món ăn ngon, mình no bụng rồi lại tiếp tục khám phá mảnh đất Cà Mau. Ngày hôm nay thì Thảo Nguyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng có một tí xíu thử thách. Đó là chúng ta sẽ bắt những con cua vừa to vừa cứng đầu. Nó khó không nhỉ? Khó hay không thì mình vào bên trong và trải nghiệm sẽ biết liền thôi. Tới làng rồi. Lần đầu tiên mà Thảo Nguyên thấy con cua nó to như thế này. Chắc nó cỡ khoảng là một ký mấy á. Mà Thảo Nguyên cũng có hỏi người dân ở đây là cua thì nó sẽ có cái mức giá là 230-240 gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ gặp chú Tư Nhuần. Chú Tư Nhuần sẽ hướng dẫn cách chúng ta bắt cua như thế nào. Trời ơi, nhìn con cua này cái tự nhiên mình muốn đi săn cua quá. Đi thôi quý vị ha. Rồi. Dạ con chào chú Tư Nhuần. Chào chú Tư Nhuần. Dạ. Rồi bây giờ chú sẽ dắt con đi bắt cua chú nhé. Chú sẽ chở cháu đi đặt lờ cua. Dạ. Rồi, lên thuyền thôi. Chú bây giờ mình bắt cua làm sao chú? Trước khi mình muốn bắt cua đó cháu, cháu phải móc miếng mồi như thế này để cho con cua nó thấy miếng mồi đặng nó vô cái hòm như thế này. Dạ. Nó chui vô một con hoặc hai con ba con nó ăn miếng mồi này nó ra không được. Rồi mình cái này là mình thả xuống nước như thế này. Vậy cái khoảng cách mình đặt là bao xa? Có khoảng khi là 30m, 25m không chừng. Cái này mình gọi là cái lồng hả chú? Cái lồng đặt là cái lồng cua đó cháu. À cái lồng cua. Vậy mà nào giờ Thảo Nguyên cái tưởng nó bắt cua là sẽ khó lắm. Mình sẽ lội sình xuống rồi mình sẽ tóm con cua đó. Mình làm sao cái đừng cái cạn đừng kẹp mình. Hóa ra là chúng ta có một cái lồng rất là đơn giản như thế này. Bây giờ mình sẽ cho sẵn cá vào. Sau đó mình sẽ móc nó lại. Đúng không chú nhỉ? Rồi. Móc lại. Rồi mình thả xuống nước. Chúng ta sẽ Thả xuống nước. Cái này sẽ làm cho cái lồng nó nổi lên. Tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ là mình ra mình thăm mấy cái lồng này. Là coi có cua hay không. Ủa chú ngày xưa chưa có cái lồng này thì mình bắt cua làm sao chú? Có cái lờ bằng tre. Nhưng bây giờ cải tiến lại cái đó là nó chở chiếc xuồng gồm gà. Vậy là cái diện tích nó lớn quá. Cái này mình xếp lại nó gọn nè. Mình trồng được nhiều cái mà nó gọn, nó bơi không có cản trà, cản cây. Một ngày chú bắt được bao nhiêu con cua? Cái này sáng nếu mà đặt tùy theo con nước chứ ở đây là cái cua tôm nó theo con nước 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 thu mới được nhiều. Khoảng là nếu mà đặt 20 cái thì khoảng 10 con, 15 con. Dạ. Tùy theo con nước. Cua này là cua tự nhiên luôn hay là nhà mình có nuôi gì không chú? Cua tự nhiên, cái ấu trùng nó trôi vô theo nước này nó lớn rồi nó ăn cá tạp ở trong vuông thôi chứ còn là mình không có thả mồi mà cũng không có gì hết á. Để coi là ngày hôm nay Thảo Nguyên có may mắn hay không. Được bao nhiêu con cua mà con thích con cua mới nãy á chú. Con cua to như vậy á. Nhìn nó mới đã chứ nha. Nó chìm mất rồi. Con quăng sai phải không chú? Quăng hai lộ hai vòng là không có con cua nào mà mất luôn cái lồng. Ở đây cảnh đẹp hữu tình của chú ha. Chú ơi, chú có biết hò biết hát gì không chú? Cải lương đi chú. Con biết là người Cà Mau hát rất là hay luôn. Đâu bây giờ chú hát tặng con một bài với. Quê anh quê em ha. Rồi vô 2, 3. Anh xin kể đây chuyện quê hương anh đánh tàu bến Mỹ bằng xuồng câu và ghé biển. Giữa sông gió mênh mông với tấm lòng yêu nhà thương xóm nghe mắt cay cay môi khi người thân dính biệt sau mỗi trận pháo nổ bom. Quý vị nghĩ nó có cua không?
Sao nó nhẹ quá vậy? Ông bà là si bùa. Con cua này nó không giống như con mong đợi, không giống con cua nhà chú. Nhưng mà thôi, được con cua này cũng là may lắm rồi. Thật ra thì việc mình ngồi 3 tiếng đồng hồ mình đợi con cua nó chui vào lòng á, thì có thể nhẫn nại đợi được. Nhưng mà nó đã chui vào lòng rồi mà mình không đem nó được ra ngoài á, thì đó mới là vấn đề, đúng không chú? Bây giờ chú chỉ con với, chỉ quý vị khán giả với làm sao để mình lấy con cua này ra mình không có bị thương tích gì hết. Tại con bị cua kẹp một lần rồi con rất là sợ. Như vậy thế này, đây. Ý. Trước khi cháu muốn bắt cho cua nó an toàn, đừng có nguy hiểm á, thì cháu phải cầm cái hướng là hai cái ngoe cuối cùng. Kê cái tay như vậy đó, chứ đừng trước này là bắt là nguy hiểm, là nó là xong luôn cái tay mình luôn. Nó quơ lên là nó kẹp mình. Đưa hai tay vô đây là mình mới bắt con cua nó an toàn. Chứ ở đây mình đưa tay vô là nguy kẹp. Hiểm nhất là nó kẹp tay mình làm hư tay mình luôn. Trời ơi. Thôi rồi, để con thử nha. Mặc dù hơi sợ một chút tại vì con bị cua kẹp rồi. Ngoan. Thôi. Rồi đưa rồi đó. Bám cứng vô luôn. Rồi. Trời ơi, nó bám. Dễ sợ. Quý vị thấy cái càng nó ghê không? Cái này mà kẹp một cái là xong luôn. Con cua này không? Nó đang múa. Đây là vũ điệu cua Cà Mau. Xin chào, mình là cua Cà Mau. Xin chào. Rồi bây giờ làm sao mình cột lại chú? Cột lại cho nó an toàn chú. Trước khi cháu muốn cho ăn cua thì cháu cầm như thế này. Sợi dây để phân cho nó đều sợi dây, cái mình chà ngang như thế này. Ý là mình làm cái phần càng nhỏ của nó chừa hai cái lớn ra. Chừa đó, như vậy là đó là xong. Xong. Chỉ trong vòng nháy mắt tích tắc, chú cua này đã bị thu phục bởi một sợi dây vải. Trời, nằm ngoan ngoãn nha. Chú ôi chú tấp vô con. Trời ơi, con trông chờ từ lúc xuống Cà Mau tới tận bây giờ. Ăn ổi Cà Mau cho biết đi. Dạ. Trời ơi, ăn được cho ổi cực quá. Không là thấy được mục tiêu rồi. Nha. Tay con dài quá với em tới chú ơi. Rồi, xong, đã bắt được rồi. Cảm ơn chú. Mời quý vị ăn ổi. Trời ơi, thật là thích quá đi ạ. Ổi ngon lắm quý vị. Ổi còn sống. Có rồi, lấp lòng rồi. Thật là vui. Thảo Nguyên may mắn còn được cô Tư Nhuần chỉ cho cách luộc cua. Luộc cua ngon thì phải cho một chút xíu bia xăm xắp lên con cua và luộc trong vòng từ 7 cho đến 8 phút quý vị nhé. Đây là rượu trái giác được trồng ở đất mũi Cà Mau và cô chú tận tay hái rồi sau đó về ủ làm ra thành rượu, đúng không ạ? Rồi bây giờ con xin mời cô chú, mời quý vị khán giả ha. Vô. Ngửi thôi thấy thơm rồi. Ê nha, hình như người miền Tây mình uống xong là phải vỗ cái đùi cái đét luôn. Cô chú đi Đà Lạt lần nào chưa ạ? Cô chú thưởng thức rượu dâu tầm chưa? Cái trái giác này giống trái dâu tầm. Dạ, nó chua chua, ngọt, nồng.
Nói chung là ngon hết biết. Nhưng mà mình uống nhiều mình có bị xỉn không ạ? Cũng xỉn cháu, mà như rượu này nè, nếu mà cháu muốn uống ngon như vậy á là mình phải ủ trong cái tủ như úp lạnh đó vậy đó. Úp lạnh thì uống nó ngon hơn là mình để tự nhiên. À vậy con nghĩ là mình nên uống hết chai đi ạ. Con mời cô. Này là sao biết bẻ bồi phải không cô? Con mời chú đặc sản của Cà Mau. Dạ rồi. Vô luôn, vô. Dạ. Cái này mình xào tỏi cũng ngon, mình xào bơ cây cũng ngon. Tại vì ở trên thành phố Hồ Chí Minh là con gái chúng con là rất thích ăn những cái loại ốc như thế này. Sau khi mà tan sở về á, hoặc là đi làm về á, ăn ốc cùng với bạn bè cũng ngon lắm cô chú. Bây giờ mình thử cái món cua hả? Rồi, mời cháu dùng cua Cà Mau á. Dạ, con mời cô chú. Mời quý vị. Cháu dùng thử coi. Dạ, trời ơi công sức mấy tiếng đồng hồ. Cua rất là ngọt. Thịt vô cùng chắc luôn. Ly rượu này rất là ngon. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Bởi vì ngày hôm nay đã mất gần như là cả nửa ngày trời chỉ cho con cách là câu cua như thế nào, rồi xong là cách mà mình thu phục con cua như thế nào, và cho con thưởng thức cua Cà Mau rất là ngon, thịt chắc, ngọt. Và điều quan trọng hơn cả rằng là con có được sự trải nghiệm ở đây. Con chúc cô chú sẽ có được thật nhiều sức khỏe và nhà của mình sẽ có thêm nhiều khách nữa cô chú nhé. Dạ con cảm ơn, con cảm ơn chú, cảm ơn cô. Mời quý vị mua cá. Thảo Nguyên đã chuyển nghề rồi, đang bán cá ở huyện Trần Văn Thời. Và trên tay Thảo Nguyên là con cá sọc rằng. Đây là một loại cá rất là ngon, món quà quê ở Cà Mau. Người ta bán rất là rẻ, chỉ có 150 ngàn một ký thôi. Thảo Nguyên với lại quý vị quá thân rồi. Thảo Nguyên quyết định bán là 200 ngàn, 300 ngàn một ký. Nói chứ trong chuyến hành trình mà chúng ta khám phá Cà Mau này thì Thảo Nguyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một làng nghề. Mà làng nghề này là chuyên là làm cá khô để xuất sang những cái vùng lân cận bán. Bây giờ Thảo Nguyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng vào bên trong và tìm hiểu làng nghề này như thế nào quý vị ha. Bây giờ chúng ta sẽ tập phơi khá thử quý vị ha. Dạ xin chào anh, chào em. Chào anh, chào em. Rồi bây giờ chắc phụ phơi thử ha. Để phơi mà con cá để cá đẹp á là chị cầm cái đầu và cái đuôi không? Chị quét đây một cái để cho cái kỳ này nó bung ra đúng không? Bung ra và chị lắp đây và chị làm thử. Trời ơi. Rồi ha, quẹt kè cho nó ấy ra bung ra ha. Rồi đấy cứ làm tiếp như vậy. Đấy, cho cái kỳ nó bao nhiêu lâu mình sẽ thu hoạch cái mẻ cá này dạng? Và đối với mẻ cá này á thì để mà thu hoạch được ấy, thì mỗi buổi là chị phải chở bề nó để làm sao cho cái bề mặt con cá nó ráo đi, nó khô đi đấy. Thì mình tốt nhất là một buổi mình sẽ chở bề một lần cho đến mà con cá nó khô, nó cứng lại. Đấy, mà cứng lại thì mình sẽ thu hoạch nó và mình đem ra thị trường bán. Với con cá này thì mới nãy giờ Thảo Nguyên đứng cũng khá là lâu rồi mà hình như không có nghe mùi tanh. Đúng không ạ? Không có nghe mùi tanh lắm. Cái này là mình sẽ làm thời vụ hay là tính vào tháng nào là đông, ví dụ như là cao điểm Tết thì nó có, hay là quanh năm suốt tháng là lúc nào mình cũng làm hết? Đối với làm cá khô bổi này thì là làm quanh năm. Nhưng mà thời kỳ đông ken mà làm nhiều á thì vào dịp Tết. Cá bổi tươi được cào sạch vảy, cắt mang và mổ ruột.
để lại các phần kỳ và đuôi cá. Sau đó được cho vào giỏ tre, đem đi rửa sạch, để ráo nước và đem đi ướp muối. Sau nữa mới tới khâu phơi nắng như chúng ta thấy. Từ khâu chọn, rửa, làm sạch nguyên liệu đến khâu phơi và thu hoạch, tất cả đều được người dân nơi đây chăm chút, tỉ mỉ và sạch sẽ. Tùy theo món ăn và sở thích của khách hàng mà phơi cá khô ít hoặc nhiều. Cá thành phẩm được trải đều ra một tấm vải lưới sạch đổ giữa nhà như thế này đây. Con cá này còn nóng hổi. Và khi mà mình nướng, khi mà mình phơi, trời ơi, công nhận tâm hồn của Thảo Nguyên thích ăn uống quá chưa hết, đã nướng lên rồi. Mà khi mình phơi hai nắng quý vị ạ, là hai ngày á, thì cái trọng lượng con cá nó sẽ nhẹ xuống rất là nhiều. Nên là khi mà mình cân 1kg thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là rất là nhiều. Cái này mà xếp vô bao bóng đẹp, sạch sẽ thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người mua. Tại vì đặc điểm của con cá sọc răng thì nó thịt nó ngọt. Đông Thành mến chào quý vị khán giả đến với chương trình du lịch và ẩm thực. Đầu tiên đây là hai loại mắm, mắm linh, mắm trang hoặc là mắm sặc. Ở đây thì Thành sẽ có mắm linh và mắm sặc quý vị ha. Ngày hôm nay có tôm, mực, cá hú và cá lóc philê rất là ngon. Đây là bông súng, kèo nèo, một ít cần nước, rau đắng này quý vị, rau muống, cải xanh, cà tím, giá, bông bí và đặc biệt chúng ta sẽ có đây là hoa điên điển quý vị nhé, rất là ngon. Thành sẽ cho một ít dầu vào đây. Chúng ta sẽ có một ít dầu quý vị nhé. Đây là một ít xả xay chúng ta cho vào như thế này nữa. Thêm một tí tỏi để cho cái vị thơm và hấp dẫn, bởi vì tỏi thì rất là hợp với mắm đúng không quý vị. Và đây là một ít ớt xay. Quý vị lưu ý ớt này thì để cho có màu sắc đẹp thôi quý vị ạ. Nên là Thành bỏ vào đây, ớt này là ớt sừng không cay quý vị nhé. Và Thành xào đều như thế này. Thành cho vào nè 100g mắm linh và 100g mắm sặc. Thành cho vào luôn mắm sặc với lại mắm tràn trộn chung ha quý vị. Mắm tràn thì có độ sánh rất là cao. Và sau đó chúng ta sẽ xào đều như thế này. Cái việc mà xào đều thì để cho mắm chúng ta không bị tanh và có cái vị cay nhẹ của ớt, thì như vậy món ăn chúng ta sẽ hấp dẫn hơn quý vị nhé. Sau khi xào đều như thế này rồi, gia vị quyện và thấm như thế này rồi, thì Thành sẽ cho vào đây khoảng chừng 200g nước. Vâng thưa quý vị, đây là 200g nước nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ bật lửa lên, chúng ta nấu sôi. Vâng thưa quý vị, có một cái nồi lẩu mắm rất là ngon, hấp dẫn như thế này. Cái vị ngọt của hoa điên điển nè, vị cay của cải xanh, một tí ớt, một tí cải xanh, vị giòn của rau muống và vị ngọt của cá, tôm, mực thì rất là tuyệt vời. Quý vị và các bạn vừa đến với phần hướng dẫn nấu món lẩu mắm bông điên điển cùng với đầu bếp Đồng Thành, nhà hàng Bình Quế 1. Còn bây giờ, chương trình du lịch và ẩm thực Cà Mau, hoang sơ, vùng đất mũi xin tạm khép lại. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau. Sài Gòn Tourist hân hạnh đồng hành cùng chương trình.